tìm hiểu về 5 loại rau xanh giúp tăng cường sinh lý nam giới. Đầu tiên, chúng ta có rau bina. Rau bina chứa nhiều folate và sắt, giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Tiếp theo là cải bó xôi. Loại rau này giàu magie, giúp giãn mạch máu và tăng cường sức khỏe tình dục. Súp lơ cũng không kém phần quan trọng. Với nhiều vitamin C và K, súp lơ giúp cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý. Cải xoăn là một siêu thực phẩm với nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào và tăng cường sức khỏe toàn diện. Cuối cùng, rau cải thìa với hàm lượng cao vitamin A và C không chỉ tốt cho da mà còn giúp tăng cường sinh lý nam giới.